khúc này phải có 10.000, cái khúc này xứng đáng có 10.000. Vĩnh Bảo và Trần Quý Chiến, Song Kim Epic, một điểm. Các bạn đã thấy một cú đánh đề bài hoàn hảo như thế nào của Bảo Phương Vinh. Vâng, chỉ có 15 điểm thôi nha các bạn. Anh em thấy bản lĩnh như thế nào đến từ Bảo Phương Vinh, đến từ Trần Quý Chiến, hãy tay cơ Việt Nam của chúng ta. Thật sự luôn, ở thời điểm như thế này mà nếu như mà không có bản lĩnh nha, biểu anh em mà đứng xuống cầm cây cơ mà quýnh trúng viên bi chưa chắc, cho anh em quýnh trúng trái này chứ đừng có nói mà quýnh trúng điểm. Hai điểm đó, vô quýnh có 15 điểm thôi, hai điểm ngắn dài ngắn, chúng là chúng, chúng là chúng, chạm hơn mỏng rồi. Ba điểm cho trời, mình tưởng chạm mỏng nữa chứ. Yes, ba điểm rồi, trời mình tưởng lỗi cho ba điểm rồi, chạm cái cú vừa rồi hơi mỏng quá anh em. Mình tưởng ót luôn rồi đó chứ, trời trời trời, hay là vừa đủ trúng luôn. Ba điểm, không có đề ba hậu, đủ là đủ luôn nha anh em.